chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thu Ngọc Hà, học sinh lớp 4A, trường tiểu học Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Như mọi người đã biết, ngày nay công nghệ 4.0 phát triển, nhiều bạn đam mê vào những game vụ và các trò chơi giải trí qua mạng xã hội mà chúng ta quên đi văn hóa đọc sách. Sách là nguồn tri thức vô tận của nhân loại đấy các bạn ạ. Đọc sách giúp chúng ta nâng cao kiến thức, mở rộng vốn từ và hoàn thiện khả năng viết lách. Ngoài ra, đọc sách còn mang đến cho chúng ta nhiều trải nghiệm thú vị và là một hình thức giải trí giảm căng thẳng tuyệt vời. Đến với chủ đề sách mà mình yêu thích, ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, hộ 13x20cm, được xuất bản vào ngày 28 tháng 2 năm 2016 do nhà xuất bản Trẻ phát hành. Toàn bộ cuốn sách có 5 chương, trong 5 chương đó có 86 câu chuyện cực kỳ thú vị và hài hước về 5 chú chó, 5 loại giống, 5 tính cách khác nhau. Chúng được nuôi trong một gia đình 3 người đều yêu thương chúng theo từng cách riêng của họ. Mà tại sao trong vô vàn cuốn sách, trong vô vàn câu chuyện, mình chỉ chọn để giới thiệu cuốn sách này? Bởi lẽ cuốn sách đã thực sự mang đến cho người đọc một thế giới trong trẻo, dễ thương và quyến rũ ở cái tuổi mới lớn. Thông qua 86 câu chuyện cực kỳ thú vị và hài hước về 5 chú chó cùng với những cái tên Haili, Eme, Bato, Shoku và Pit, tác giả đã tái hiện một cách chân thật về cuộc đời của 5 chú chó qua từng mẫu chuyện về tình bạn, tình yêu, lòng đam mê, sự đố kỵ và có những sự sợ hãi cùng với ước mơ, hoài bão. Với giọng văn nhẹ nhàng, gần gũi, tác giả đã tinh tế, khéo léo, lôi cuốn người đọc vào cuộc đời của 5 chú chó qua từng cung bậc cảm xúc cùng với những kỷ niệm yêu thương gắn bó như con người. Haili, chú chó luôn luôn muốn quyền lực trong tay dù sự điệu đà, uyển chuyển của bản thân để thu phục ánh nhìn của người khác. Eme là chú chó yếu thế nhất, không có hàm răng sắc nhọn nhưng lại thấu hiểu sự bình đẳng và tôn trọng đồng loại, cũng như yêu cầu đồng loại mình phải tôn trọng điều đó. Pit là giống chó xanh vì trong quá khứ đã liều mình giải vây cho bạn mà từ đó mắc hội chứng tâm lý sợ hãi. Shoku là chú chó được duy nhất trong nhà, có ngoại hình dễ thương nhưng lại có tật hay cắm bậy. Cuối cùng là Bato, nhân vật dẫn chuyện, là chú chó trưởng thành nhất, mặc dù không có ngoại hình đặc biệt, cuốn hút hay khả năng chiến đấu, cạnh tranh gì, nhưng chú lại đóng một vai trò rất quan trọng, không mắc xích kết nối những chú chó lại với nhau. Mặc dù mỗi chú chó với tính cách, suy nghĩ khác nhau, nhưng thế có ai lạc đến nhà hay một con nào đó bị bắt nạt thì cả bọn sẽ xông lên điều mình mà bảo vệ. Đây là một cuốn sách làm lay động lòng người. Lật từng trang sách, bạn như mưa ra từng chiếc hộp, đựng đầy ký ức vui vẻ của bạn và chú chó bạn đã từng nuôi. Thế giới loài vật hay thậm chí bạn chưa từng ở cùng hay nuôi một chú chó nào thì cũng dễ dàng cảm nhận tình cảm được gửi gắm vào đó. Thế giới loài vật trong cuốn sách chính là chân ảnh quá khứ của người lớn và là hiện tại của trẻ em. Người lớn đọc sẽ có cơ hội lên chuyến tàu trở về tuổi thơ, chiêm nghiệm được cái được, cái mất của đời mình, được tiếp thêm năng lượng để sống đẹp hơn trong con người. Còn trẻ em đọc để đi tìm niềm vui, học cách cư xử đúng đắn, có cơ hội trải nghiệm, hình thành và hoàn thiện nhân cách. Năm chú chó chính là hình ảnh thu nhỏ của xã hội loài người rộng lớn. Ở đó có tranh chấp, có bất đồng nhưng phải có tình yêu và sự tôn trọng. Cuối cùng, cuốn sách mang đến cho chúng ta một thông điệp:
đó chính là nếu con người biết yêu thương một chú chó thì con người cũng biết yêu thương con người. Xã hội nhờ vậy sẽ bớt đi những chuyện đau lòng hơn. Đến đây, bài giới thiệu về cuốn sách mà em yêu thích cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại mọi người.